các bạn đến với vòng 4 của chương trình Phản ứng bất ngờ. Yeah. Ở vòng này luật chơi rất đơn giản là mỗi đội chơi sẽ cử ra một thành viên mình cho là ưu tú nhất, xuất sắc nhất diễn. Như là MC có một cái câu thoại mà quay hoài đúng không? Dạ đúng thành, rồi. Một thành viên mà mình cảm thấy được nhất. Trời ơi, MC trợ đi. Đi đi. Rồi sau đó là mình sẽ lên đây dành một thành viên đó sẽ phải ăn hết cả ba dĩa này. Mỗi dĩa chứa đựng một trái ớt hiểm. Và nhiệm vụ của đội còn lại, đội đối thủ phải đoán xem dĩa nào là dĩa đựng ớt thiệt. Chỉ có một dĩa đựng ớt thiệt thôi, hai dĩa còn lại đựng ớt giả. Đội sung sướng đang là 2 điểm và đội sung sức là 3 điểm. Chúng ta ưu tiên cho đội thấp điểm hơn thi trước nhá. Đi đi. Nào, hãy cử thành viên. Ủa anh Vinh chưa ớt mà sao môi đỏ vậy? Chị Vinh chạy nha. Vinh lên ăn đi em. Bây giờ ai ăn ớt được đâu? Vinh nè. Bây giờ anh chưa. Em lên. À, anh chưa chơi. Ủa giờ ăn trước mặt luôn hả? Đúng rồi. Có thể dùng phương án mình giấu trái ớt luôn nha. Đừng để cho người ta biết là bên trong trái ớt. Mình có thể mình cầm trái ớt lên xong mình lấy cái tay mình che lại. Mình ăn xong mình bỏ xuống. Mình cảm nhận thôi. Để cho đối thủ nhìn thấy mặt của mình thôi mà không nhìn thấy trái ớt. Hãy giấu giếm mọi thứ có thể để đội bạn không biết được bạn đang ăn ớt hay dĩa nào. Và bây giờ phần thi của Ngọc Ánh bắt đầu. Anh muốn ăn bên nào trước? Là phải ăn luôn ba dĩa hả? Mỗi dĩa một trái. Hoặc là một miếng ở mỗi dĩa. Nhưng mà mình có thể mình che lại để cho đối thủ đừng có thấy cái trái ớt của mình nha. Rồi. Ăn này trước đi. Ăn luôn hả? Ăn thiệt chứ trời. Cắn nửa trái ớt hoặc là cắn một miếng hoặc là ớt hơn. Cay kỳ. Này là chua rồi. Em đang ăn me hả? Đâu trái ớt vừa cắn đâu, mình giấu giấu vô đây đi. Rồi. Đã cắn. Có thể uống nước nha. Chưa, vậy là trái đó giả rồi đó. Giả. Nét giả rồi nha. Có nước nha. Vậy hả? Lấy lên đi trời ơi. Ui. Cắn nghe cái cạch luôn á trời. Ớt cây cao su cắn nghe cái cạch vậy. Wow. Ui. Tài ở nhà vợ bạn có ăn ớt được hay không? Tôi đang lo lắm đây. Rồi. Rồi uống nước luôn rồi chưa. À vậy này là nét rất là tinh tế. Tiếp theo. Ê cái này nè. Cái bịp nè. Wow. Nhả đi à. Nước mắt lưng chồng lên. Nhả đi à. Nói đi em, nói vài lời đi em. Nuốt xong đi. Rồi. Cảm giác ảnh này như thế nào? Wow. Không nổi. Qua hoài. Cắt ớt mà như là ăn kẹo mạch nha. Ghê đó. Hả? Không, ở nhà vợ đó, không biết ăn ớt thiệt không? Biết ăn ớt mà. Biết xào dối trá. Nhưng mà ăn ớt giỏi không? Cái này là cái trái ớt hiểm thì nha. Không giỏi lắm thôi, nhưng mà biết. Biết ăn ớt. Mình ăn ớt với lại những cái món ăn thì nó sẽ khác. Nhưng mà mình ăn trực tiếp trái ớt không thì nó khó lắm. Chắc cho xin lại ăn cái chén thứ ba đi. Đâu có. Bây giờ nghi ngờ dĩa nào. Xíu đi, tới anh lên ăn. Bây giờ nghi ngờ dĩa nào thì sẽ cho chị Ánh ăn lại cái dĩa đó. Đó, thấy chưa? Dĩa thứ ba. Nhưng mà chị, sau khi mà ăn lại xong phải chốt đáp án luôn nha. Dĩa thứ ba. Nghi ngờ dĩa thứ ba. Đây là cơ hội cuối cùng cho các bạn. Ngọc Ánh hãy thử là dĩa thứ ba. Chơi hả? Không chơi nghỉ. Không chơi gì à? Đi về. Không. Ăn cắn lại trái dĩa thứ ba không có hả? Đúng không? Cái lại trái này cũng được. Có hả? Đây là hình ảnh mọi người đừng nên thử ở nhà. Ớt này là ớt Mexico. Cắn ngay cụp đàng hoàng nha. Không làm tiếng nha, không làm tiếng nha. Trời ơi, con bé nó can đảm dữ vậy trời. Cắn gì đâu.
quá. Nửa trái. 5 giây cho đáp án, cay quá rồi. 5, 4, 3, 2, 1. Đáp án dĩa thứ mấy? 3. 3. Dĩa thứ 3. Đây nè, nhìn là biết trái ớt này là một cái đáp án kinh khủng khiếp rồi. Ai dám thử không? Cho cắn trái chơi. MC thử đi. Thử đi em. MC. Sao mình chơi ngu vậy ta? Chỉ có ba đúng không? Dạ, cắn đi Quỳ. Tôi nói mọi người nghe là ba má tôi nhà lo tôi lắm. Thấy em. Đây. Nè. Há miệng ra. Nhai đàng hoàng nha, nhai đàng hoàng nha. Nhai. Nhai nha. Đúng. Chạy nước mắt rồi nè. Ủa là sao? Ăn đi Sam. Cắn nửa miếng thôi. Ô nè, cuốn có cây gì thì kim kim nè. Nè là mọi người bị lừa rồi đó mọi người ơi. Cái gì vậy? Ăn chơi trầm trồ. Đậu xanh hả? Thôi tôi biết tôi sai rồi. Anh Tài à, suốt cuộc đời anh vẫn bị chị Ánh lừa. Cái câu này ghê lắm nha. Cái câu này kỳ đó. Trái già đâu sao. Cái câu vô tình của em đó, tôi tội tình. Ba người đàn ông quan sát như vậy vẫn đoán sai. Sao vậy? Mọi người nhận xét như thế nào về sự diễn xuất Ngọc Ánh? Hay quá, đã xin cái cụp rõ ràng mà. Ba kia mới lòng tiếng kìa. Cái cụp là cái răng sứ. Nó va chạm vào nhau. Răng sứ à? Răng tôi răng thiệt nha bà nội. Và đây là dĩa chứa đựng trái ớt thiệt. Cắn thử đi. Cắn thử đi. Cắn thử mới tin là thiệt. Ơ Mexico mấy ông nội. Đây là trái ớt thiệt. Đó, dĩa đầu tiên. Có như... cắn nha, có cắn này. Có cắn nha. Vậy là có cay thiệt nhưng mà không phải dĩa đó. Như vậy lượt đoán đầu tiên đội xung sức thất bại, các bạn không nhận được điểm nào cả. Hay quá. Bây giờ đội các bạn sẽ là đội ăn ớt. Và đội trung tướng là đội đoán. Xin mời. Vợ nó lên rồi, chồng lên. Chồng lên đi. Chồng lên đi. Tinh tế nè, tinh tế nè. Nè, con người Thái người ta ăn ớt nè. Con đang ăn người ớt mà, chơi cũng vậy thôi. Thử thách bắt đầu, xin mời. Vì ăn vô uống nha. Cầm uống gì uống thuốc vậy à? Phải nhai cho nó cay. Anh mình che che nhẹ nhẹ nha. Cắn mà trơn tru quá. Ừ. Diễn nè. Tiếp không có gì, không có gì, không có gì. Cái màu là dính răng nha. Tôi sẽ chơi chiến thuật của bạn tôi, không cảm xúc. Cái này cái nào cũng có chất màu lên hết á. Ủa vậy hả? Ừ, để đánh lừa mọi người á. Không cảm xúc nè, không cảm xúc nè. Không cảm xúc cũng như vô sạch nè con, lên phố ốc. Thôi em bưng. Mười Thái hả mày? Mười hả bảy? Mười Thái hả? Rung bừng bật luôn trời. Ừ, mồ hôi bắt đầu chảy nè. Đánh nhanh đúng gọn nè. Ổn không? Dĩa cuối rồi, chơi nguyên trái cho người ta trầm trồ. Ui. Trời ơi, không ăn ngớt dân kẹo rồi. Kì quá. Ui, cái nào vậy? Sao thấy cái nào cũng ăn giống nhau vậy? Rồi đó, tôi ăn xong rồi đó, đoán đi. Em mấy order luôn cái lẩu Thái được không? Chứ chưa đủ cay đó. Ở cái dĩa số 2, cái dĩa số 3 sao là mình... Trời ơi, chị cũng nghi dĩa số 2, số 3 đó. Em cũng nghi dĩa số 2, số 3. Em nghi dĩa số 3 qua tại biết sao dĩa số 3 quăng xuống cái bọt à. Thường cái đó nó mềm lắm, quăng nó không có được vậy đâu. Tinh tế quá, tinh tế quá. Sáng, vợ đó không quá cười đúng không? Tinh tế. Chị Giang. Giang, chị con mắt Dương Tiễn á, chị nhìn đi. Chị. Chị là chị nghi dĩa. Số 2 hoặc số 3. Thì đó. Ăn thử số 2 đi, em đồng ý. Thử số 2. Ăn thử số 2 hả? Được không? Ăn thử số 2 đi. Lấy chai khác nha. Khéo khéo nè, dấu khéo khéo nè. Mồ hôi bắt đầu đổ ra nè. Ôi. Ác với thằng nhỏ quá. Úi giờ. Sao rồi, số 3. Sao số 3.
Diễn hả? Diễn hả Tài? Diễn hả Tài? Vô gì chị cũng ba mắt nha. chị bây giờ chị tỉnh táo trong các chương trình. Vậy thì sự lựa chọn của nhóm xung sức sẽ là gì? Số 3. Số 3. Mời Tài ăn dĩa số 3. Ủa phải ăn lại hả? Đúng rồi. Không, hồi nãy là chọn dĩa nào là anh Huy sẽ ăn dĩa đó. Đúng. Vậy thì bây giờ nào anh Huy à? Đâu vậy? Hồi nãy là anh ăn rồi, bây giờ là em đó sao mà. Làm hay lắm em. Đây nè, bé em gái về em sẽ thử dĩa số 3 này cho mọi người biết là ớt thiệt hay ớt giả. Nào Sam. Sam. Cái này ba, cái này mấy cái kẹo mà mọi người nãy anh tưởng ớt thiệt hay kẹo. Kẹo mà em dứt dai quá vậy. Kẹo. Kẹo nè. Kẹo hả? Kẹo. Kẹo hả? Ớt thiệt, ớt thiệt. Vậy là trong vòng này thì đội sung sướng đã xuất sắc lựa chọn đúng đáp án và giành về giải thưởng 2 điểm. Yeah. Qua mặt đội kia luôn. Nào, bây giờ điểm số hiện tại như sau và cũng là điểm số cuối cùng của chúng ta. Đội sung sướng. Đội sung sướng đã xuất sắc mang về cho mình 4 điểm. Còn đội sung sức là 3 điểm. Wow. Xin mời hai đội hãy lên đây nhận phần quà rất giá trị của chương trình. Xin mời các bạn. Và trước khi chúng ta đến với phần thưởng của chương trình rất là giá trị, hãy cho chúng tôi biết cảm nhận của hai đội như thế nào về ngày hôm nay. Nói chung là cái cảm giác đó thật là sảng khoái. Và khi đã báo tin rằng là đội của chị chiến thắng thì chị cảm giác là đúng là đã đặt tên đúng là đội sung sướng. Còn đội còn lại thì sao các bạn? À, đội còn lại muốn gói gọn trong vòng 3 câu thơ. Ba câu thôi nha. Game show này thiệt vui ghê. Khi chơi trai thẳng, khi về bu đê. Cái gì kỳ vậy? Ra rất đẹp mà khi về mới ghê. Thôi thì chúng ta cùng nhau đến với một cái giá trị giải thưởng rất là lớn của chương trình dành cho hai đội chơi. Các bạn xuất sắc giành được đội sung sướng là giành về 4 điểm. Giành về 4 điểm. Và giải thưởng trị giá 4 triệu đồng. Trời ơi. Hết hồn. Trời ơi, 4 triệu đồng mà vẽ mặt nhỏ là không còn cái gì trơn trời. Có 3 triệu à. 3 triệu. Đội sung sướng 1 triệu chứ mấy. 3 điểm. 3 triệu, đứa 1 triệu mà vẽ mặt trời. Không đủ tiền tẩy trang nhỏ luôn. Và cảm ơn các anh chị ngày hôm nay đã đến tham dự chương trình Phản ứng bất ngờ. Hy vọng là các anh chị đã có những giây phút vô cùng vui vẻ và thoải mái. Và thưa quý vị, chương trình Phản ứng bất ngờ do công ty Color Entertainment phối hợp với đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Được phát sóng vào khung giờ 20:35 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại.